muốn đi tù quá. Ê, kiếm cho anh bộ quần áo tươi tốt được không? Hot mà, đi ra đường quay video các kiểu, đi tù đám đông đứng nhảy, còn trả lại nhảy hot luôn. Kiếm đi, lấy hai bộ, một cọc, một bộ dài. Thật mà, mặc đấy đi ra đường hot luôn, đi kiếm xuống luôn. Mình bán quần áo, mặc cái bộ đấy đâu đấy, 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 mình đứng nhảy chưa? Kiếm bộ hai bộ tù ấy, sập trắng đen ấy. Mà thật sự đời cánh muốn đi tù đấy đi được luôn, bao nhiêu lần phạm tội rồi. Người ta cứ bảo đời mày không đi tù được, đéo bắt, đuổi về. Đời muốn đi tù, muốn được ăn cơm nhà nước. Mình ngày xưa là cũng muốn đi học cao để được làm bên nhà nước. Cuối cùng là đang học cô giáo chết. Cô dài đẹp đẹp hơn. Một cũng không cô dài. Nhưng mà đặt hàng như này nó nhiều khi nó ship đến không đúng đâu. Không đúng đâu, nhiều khi nó lừa ấy. Đến nó phải kiểm tra. Nhiều chỗ nó đéo cho kiểm tra em ạ. Cái bọn nào ấy, đến nó không cho kiểm tra rồi là mở ra, thanh toán tiền mở ra là rẻ rách ở trong. Chào Văn Cún, chào anh em nhá. Văn Cún coi tôi ra cái gì đâu.